Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và lâu lâu thì bên nhà em mới về được một con xe hiếm như này các bác ạ. Ngay trước mặt các bác đang là một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Đây là một dòng xe thuộc dạng phân khúc cao cấp rồi, Lexus GS350, sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu năm 2015. Máy ngon gầm chắc, xe rất là cứng cáp luôn. Vừa về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô với cái mức giá vô cùng yêu thương. Đây là một mẫu xe hạng sang, mua mới của nó thì hơn 2 tỷ, gần 3 tỷ cơ. Thế nhưng mà bây giờ các bác chỉ bỏ ra số tiền 1/3. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe chạy được 12 năm. Nhưng mà xe đồng hồ công tơ mét nó chỉ có 6 vạn thôi ạ. Vâng, rất ít luôn. Xe cứng không có lỗi, mang biển Quảng Ninh 14A03556. Bây giờ em buôn xe nhiều, em mới đặt một câu hỏi tại sao mà xe Quảng Ninh lại nhiều xe sang như vậy. Thì đúng hồi xưa các bác biết rồi, những cái thời năm đấy thì người ta gọi là đất mỏ mà. Vâng, toàn than thôi, đâm ra là đúng là đại gia đất mỏ thì các bác biết là người ta kiếm tiền đến mức độ nào rồi. Hàng sang, hàng xịn, hàng mịn, hàng thơm là ở đất mỏ Quảng Ninh cũng như là đất Hải Phòng là rất là nhiều. Thế nên là những chiếc xe này hầu như là được các bác chủ bác ấy đi rất là ít, chăm bẵm rất là nhiều, cẩn thận. Thế là chất xe thì cực kỳ ok, ví dụ như con này là máy số nó còn zin nguyên nhá các bác nhá. Zin nguyên máy số luôn, gầm bệ cực sáng. Và đặc biệt đây cái dòng xe mà chạy 4 bánh toàn thời gian, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 12 đến 14 lít trên 100 cây. Nhưng mà các bác đã có một chiếc xe mà đúng là ra đường mà nếu mà ai mà kiểu le ngoe ấy, mình đạp ga phát thì không có đối thủ, chỉ có ăn hít khói ấy. Vì cái dòng này là một cái dòng xe thiết kế theo thiên hướng thể thao, thiên hướng sport, có nghĩa là những chiếc xe có tốc độ. Đấy. Và dòng này thì chạy rất là bền bỉ luôn. Đấy, xe này thì nó lại ít đi, cực kỳ ít luôn. Dàn lốp của xe là 2017 được thay mới cả dàn. Thế nhưng mà gần như là mới tinh luôn, gọi là xe đi ít mà. Phanh đĩa đến mức độ mà các bác nhìn này, phanh đĩa nó còn mòn, nó han đến mức độ này thì các bác biết là chủ người ta đi ít như thế nào rồi. Vâng, lúc em mới gọi là ngồi lên xe nổ máy cái mà mình nhả phanh mãi không chạy, bảo hay con này bị làm sao. Thì hóa ra là phanh nó bị kẹt cứng do là cái kiểu lâu ngày không đi. Thế nó đánh cái huỳnh gái, thế bắt đầu nó mới lăn bánh được. Mình bảo té ra là con xe đó người ta đi ít quá, ít thực sự luôn các bác. Một chiếc GS350 thì thường thường trước mua hơn 2 tỷ. Nhưng mà bây giờ thì chỉ cần bán với cái mức giá là 800 triệu, hơn 800 triệu thôi các bác. Vâng, dòng này thì nói chung là đi thì nó rất là sướng, phê pha luôn. Máy ngon, êm, gầm chắc chắn. Và đi thì độ cách âm chống ồn cực kỳ tốt luôn nhá. Giá thơm mà chi phí sửa chữa bảo dưỡng những cái dòng này thì nó lại rất là rẻ. Các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền nhỏ nhỏ thôi, bảo dưỡng định kỳ. Mà những cái dòng xe Nhật các bác biết rồi, đồ nghề thay thế sửa chữa rất là dễ dàng. Xe ngon, chạy rất là chắc chắn luôn. Lốp dép thì không phải nghĩ rồi. Phanh đĩa các thứ của xe thì ok. Và bây giờ thì ta sẽ cùng đi chi tiết về con xe, chứ liên thuyên bên ngoài nhiều quá cũng chết dở. À, các bác nhìn này, logo này. Đấy, logo Lexus nhá. Logo nhìn cái biết ngay là thương hiệu nó đẳng cấp đến mức độ nào rồi. Thế còn mặt catalan của xe là bao gồm tất cả những cái thanh nẹp thẳng này. Đấy, thanh hút gió này, trông rất là khẩm kỳ và đúng chất của Lexus luôn nhá. Còn mặt mạ chrome đây của xe thì sáng bóng luôn các bác nhìn này, mặt mạ chrome sáng bóng xịn sò. Đấy, cảm biến tiến phía đằng trước đây. Cảm biến phía đằng trước này. Rồi đèn gầm. Đấy, đèn gầm bóng sáng luôn. Và các bác biết không? Bình thường các dòng xe khác đây là hốc gió giả, nhưng mà đây là hốc gió thật luôn. Nó hút cái này vào để nó phục vụ động cơ. Đấy, quá ok luôn. Và con này nó làm mát cho động cơ đấy ạ. Làm mát thực sự cho động cơ luôn. Vì đây là một cái dòng xe thiên hướng về công suất cao. Hệ thống đèn của chiếc xe, đèn halogen. Và bên trong này cũng là đèn halogen bi. Thiết kế rất là đẹp, mạ chrome sáng bóng luôn. Đấy, bầu đèn của xe thì không có dạn nứt, ố vàng, bong rách gì cả. Và con này thì có cả rửa đèn pha tự động các bác nhá. Đây là chế độ rửa đèn pha tự động ở trong này này. Bên này như thế này, đèn nón của xe thì sáng choang luôn và không hề có lỗi nhá. Các bác cứ yên tâm đi, cái dòng này thì khỏe bàn về chất luôn. Đấy, cản dưới xe này sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Tôn con này mỏng te luôn. Đấy, tôn cabo mỏng te luôn này, không có lỗi. Gân chỉ này, các bác nhìn này, các cái đường này nó đều luôn, nó không bị lệch xô lệch nhá. Không hề xô lệch tí nào. Tôn sườn, tôn mỏng. Đấy, lốp Michelin, lốp 225-50, la răng 17. Và con này sử dụng lốp từ 2019. Mà nói các bác chứ gần như là mới tinh. Lốp đây này, các bác nhìn 2019 đến này là được 4 năm rồi. Đấy, mà các bác nhìn nó còn mới tinh như này. Đấy, lốp mới đi ít mà. Ở đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này là lăn bánh được
ba gọi là bốn bốn vạn rưỡi, 4,5 vạn theo tính km đấy ạ. Đấy, phanh đĩa này hàn rỉ luôn. Cái này thì đi mấy hôm là nó sẽ sáng ngay, nhưng mà đấy xe vừa về em chạy từ Quảng Ninh về đây và nó còn hàn này. Đấy, có mấy phanh mấy đâu. Vâng, thực sự là đây một chiếc xe để quá lâu rồi. Vâng, xe rất là ngon luôn. Tất cả máy móc gầm bệ xe thì đã test cung đường rồi, chạy rất là ổn định. Và đạp ga cái thực sự là bảo nói không lên 100 km trong vòng có độc có 6 giây mấy. Vâng. Đấy, đèn xi nhan tích hợp này, gương chiếu hậu này và có chỉnh điện đầy đủ nhá. Khóa khiển thông minh. Đấy, tapi thì đẹp sẽ sạch sẽ rồi. Con này thì có cái nội thất bên trong là nội thất tông màu kem sáng, da sờ rất là mềm mịn luôn. Sờ da rất là mềm mịn và kiểu dáng thể thao ôm sát thân, có các cái lỗ thoáng khí, ngồi không bao giờ bị nóng lưng. Đấy, một dòng xe cao cấp luôn, giá thơm như muối mít. Đấy. Đấy, bệ tì tay cao cấp này. Và vô lăng thì con này là ốp vân gỗ đỏ. Đấy, vân gỗ này, khâu da xịn sò nhá, đẹp căng luôn. Túi khí an toàn, còi to. Đấy, các cái chế độ cài đặt bên này đầy đủ nhá, không thiếu gì. Và đặc biệt là có ga tự động cruise control đây. Đấy, bên này là cái cụm phím điều khiển gồm có đèn rửa pha, đèn pha này, gập gương kính này, rồi các cái chế độ đèn cài đặt order ở trong này, order chip ở trong đồng hồ này. Đấy, có hết nhá. Em bật khóa khiển lên. Đấy, các bác thấy chưa? Cái vô lăng tự dưng nó đẩy lên này, tự động đẩy lên nhá, vô lăng tự động đẩy lên để phù hợp với người lái. Đấy, cái hàng xe cao cấp nó vậy đó. Keo chỉ thì zin đét luôn nhá. Con này là keo chỉ là bao zin toàn tập cho các bác luôn. Đấy, tapi sạch sẽ, kính điện lên xuống là nhẹ nhàng. À, xem nào. On auto luôn. À, cái này là chưa ấn đề độ phát nữa. Đấy, bây giờ mới là ấn này. Đấy, kính điện lên xuống rất là nhẹ nhàng nhá. Cái dòng này là dòng thể thao gầm thấp nên là cái cửa của nó không hề cao như cái dòng xe khác. Các bác có thể nhìn ngay cái tốc độ xuống kính của nó là các bác biết là xe người ta đi ít đến mức độ nào rồi. Tốc độ xuống kính rất là nhanh, không như những cái chiếc xe mà đi dùng nhiều. Đấy, cửa sổ trời rộng rãi tiện lợi luôn, thoáng đãng luôn. Nội thất bên trong xe thì đúng là đẳng cấp hạng sang rồi, cái gì cũng có. Đấy, đồng hồ hiển thị là 3,5 vạn, 3,5 vạn mai của nó tính ra là nhân 1,5 thì nó rơi vào tầm khoảng 6 vạn mình ạ. 6 vạn đấy các bác nhá. Vâng, 6 vạn km thôi. Đi cực kỳ ít luôn, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy. Đấy, tem nhãn của xe là vẫn còn ngon nguyên, còn nguyên này. Đấy, ghế chỉnh điện đây. Đấy, ghế điện các thứ là hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, xe là không có lỗi lầm gì các bác nhá. Xe không lỗi luôn, vừa về cửa hàng em xong. Đấy, các bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe Lexus GS350 mà muốn một chiếc xe vừa thể thao công năng hiện đại, đấy, điều hòa cửa gió vùng sau đẹp như thế này, thì các bác cứ qua trực tiếp bên em xem xe. Đấy, sàn này, nỉ cao cấp mà nó không phải sàn nỉ đen đâu, nó sàn nỉ màu kem luôn. Đấy, nhìn nói chung là sàn sáng sạch sẽ hay không là nhìn cái bộ sàn nó biết ngay. Đấy, tapi đẹp luôn này. Đấy, tapi này, đẹp căng luôn này. Toàn bộ phần nhựa này, led căng luôn. Và chỉ này, chỉ zin nhá, con này chỉ zin nguyên này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, tất cả này, cửa kính auto, full auto luôn nhá, chỉ cần một chạm thôi, auto hoạt động hoàn toàn ok. Lốp đằng sau này cũng là lốp Primacy 3ST. Đấy, lốp 225-50R17, lốp Michelin. Đấy, các bác nhìn này, lốp Michelin đây. Đấy, lốp dày khự luôn, la răng 7 chấu này, phanh đĩa này, phanh đĩa đây. Úi giời, phanh đĩa hàn rỉ. Con này thì dẫn động cả cầu trước cái cầu sau nhá, nghĩa là dẫn động 4 bánh toàn thời gian đấy ạ. Kính zin này. Đấy, kính zin. Một dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Và dòng này thì đi nói các bác là đẳng cấp luôn, sang luôn. Đèn này, đèn hậu này, thiết kế hoàn toàn khác lạ so với các cái dòng xe bình thường của mình nhá. Đèn tròn nhưng mà xu hướng là chia rõ đèn ở ngay ở trong cái lòng tròn này luôn của nó. Đấy, thiết kế đèn riêng biệt luôn, nhìn cái biết ngay. Đấy, nhìn cái là biết ngay cái dòng xe này rồi. Đấy, các bác nhìn nhá. Còn con này thì được cái là đây, tôn cốp này, mỏng te, cảm biến lùi phía đằng sau đầy đủ. À, các bác này, cảm biến phía đằng sau đây. Xe này thì các bác cứ yên tâm, chạy thì ngon lành bổ rẻ rồi. Đấy, giảm sóc, giảm trước các thứ của xe thì hoạt động hoàn toàn ok. Lốp dày khự luôn. Đấy, ui giời, các bác nhìn này. Đấy, cua lốp này. Con này cua lốp đẹp căng luôn. Và lốp dép thì đấy, la răng 7 chấu rồi, đầy đủ nhá, không chảy xước một tí nào. Cửa thì đều là cảm biến, gọi là cảm biến điện hết. Đấy, khóa khiển điện thông minh.
tapi đẹp sạch sẽ, để đồ để giữa các thứ là ok và yên tâm. Đấy, da sờ rất là mịn màng. Đấy, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường và một chạm hết. Con này thì được cái là nói chung là cái dòng này là cái dòng xe hạng sang rồi, đi nó rất là sướng luôn, kể cả cái hàng ghế phía đằng sau này rộng rãi tiện lợi luôn. Đấy. Cái dòng này của nó thì ghế da người ta ngồi thì nó sẽ có mai màu theo thời gian một chút, nhưng mà cái này thì rất là ok nha các bác nhá. Vâng, sàn nỉ ghế da đẹp căng. Đấy, sàn đằng sau này các bác nhìn này. Đấy, nội thất nó còn tươi như này. Nói chung là giá thì vừa rẻ mà xe cũng khá là chất. Mua mới toàn tầm tiền tỷ thôi. Đấy, đôi tỷ luôn á. Nhưng mà bây giờ thì các bác chỉ cần bỏ ra cái số tiền là hơn 800 triệu một chút. Đấy là các bác đã ring được con này về rồi. 835 triệu đồng. Vẫn có bớt cho các bác nhá. Vâng, xe rất là ngon, chạy nói chung là cái dòng này nó chạy thì rất là êm, đẳng cấp rồi, máy lại còn zin cơ. Con này máy số còn zin nguyên. Đấy, cửa sổ trời đây. Đầy đủ đây. Úi giời, các bác nhìn chưa? Nội thất bên trong này rộng rãi tiện lợi luôn. Đấy, cửa sổ trời, kính zin này. Đấy, và toàn bộ là được dán phim cách nhiệt hết rồi. Một dòng xe hạng sang. Đây, em sẽ quay một vòng cho các bác xem lại chiếc xe này cho các bác mê. Vâng, con này phải nói thực sự là một chiếc xe rất là đẹp. Kiểu dáng nó thực sự nó không phải là dạng gọi là sedan đâu ạ. Không phải là sedan đâu các bác nhá. Vâng, kiểu dáng rất là sport, đuôi ngắn. Đuôi ngắn như những cái mẫu hatchback ạ. Những mẫu hatchback cỡ nhỏ thôi. Sedan thì đuôi nó sẽ dài hơn một chút. Đấy, mà các bác nhìn này. Đấy. Đồng hồ hiển thị vân kim loại rất là xịn sò. Đè nổ cái nào cho nó hoành tráng à. Con này thì đè cái này êm rọt. Đấy các bác nghe tiếng máy ấy. Đấy, êm rọt luôn. Mà vòng tua nó xuống ngay 600 vòng phút luôn. Rất thấp luôn các bác nghe. Đồng hồ vòng tua rất là thấp luôn. Điều hòa full auto, đua hai vùng. Đấy, có hiển thị số này. Đấy, lại còn có cảm biến, màn hình cảm biến luôn các bác nghe. Cảm ứng ấy. Vâng, audio này. Đấy, rồi set up này. Đấy, có rất nhiều các cái chức năng. Đấy, vehicle này, phương tiện này. Đấy, Lexus Park Aris này. Có nhiều chế độ lắm. Nói chung là cái này còn phải nghiên cứu nhiều các bác ạ. Đấy, có chế độ điều chỉnh độ sáng màn hình này, nhiệt độ này, rồi điều hòa này. Đấy, auto tắt máy, tắt gió hay gì đấy, đầy đủ hết. Đầu đài đĩa đó mình nguyên cái cụm ở dưới này nhá. Có sử dụng đĩa CD. Đấy, và trên này này. Đấy, điều chỉnh khiển nhiệt độ vùng 2 và có map này, có map hết. Cái này thì nó phải hiển thị nó có map ốp lên cơ. Nói chung là hồi xưa với cái thời 2010 á, nói các bác chứ cái công nghệ như thế này nó gọi là công nghệ hiện đại nhất của thời điểm bây giờ. Đấy, có cả định vị hướng này. Đấy, định vị cái gọi là kinh độ và vĩ độ ấy ạ. Đấy, mình đang ở vĩ tuyến 20 này. 55 phút 47 giây này. Đấy, có hết. Và các cái cụm phím mà các bác nhìn này, nó đẹp như mới luôn nhá. Kể cả cái chỗ đèn nổ start stop này nó chưa có mòn một tí nào luôn này. Nhiều bác bảo đi nhìn ngắm thì cứ nhìn vào cái chỗ này. Đây các bác nhìn này, các cái này nó còn mới tinh luôn. Đèn pha là auto đấy ạ. Gạt mưa, gạt kính thì không phải bàn. Đấy, gạt rất là êm luôn. Gạt sạch, tơi và êm luôn đấy các bác nhá. À, trên này thì có chế độ cửa mở, cửa đóng của cửa sổ trời. Đấy, đóng cửa này. Nhưng mà tính em thì cứ thích mở cửa. Em có hai cái hình thức tại sao mà cứ con nào có cửa sổ trời em lại mở ra. Và tại sao lại em lại cứ phải, vì nói các bác chứ khi mà review xe đấy ạ. Nhiều lúc có những cái con xe mà nó có cái chế độ gọi là tự động đóng cửa đấy ạ. À, nhiều anh em đã phải va vào cái trường hợp ấy rồi. Vâng, đóng cửa phát thế là thôi đứng ngoài mình lại vui luôn. Thế nên là khi mình tạo ra một cái tính cơ bản đấy thì gần như là các cái trường hợp đấy là không có luôn. Em này thì nó rất là đặc biệt, đó là cabo nó nhẹ như bấc luôn, cực kỳ nhẹ luôn các bác nhá. Cabo cực nhẹ luôn. Đấy. Cabo zin, chỉ keo zin, ốc zin từng con luôn, là lỗ tròn đều luôn. Đấy, lỗ rồi. Tròn đều luôn. Đấy, các cái lỗ thoát đấy. Đấy, tròn đều. Keo chỉ zin này. Và con này thì ốc cabo thì vậy thôi, nhưng mà máy thì zin. Máy nguyên bản luôn nhá. Động cơ máy V6 nguyên bản luôn các bác ạ. Chưa có tháo mở gì cả. Đây, nó vẫn còn nguyên cái xốp mà để chống nhiệt đấy ạ. Nó còn nguyên bản. Đấy, còn nguyên luôn nhá. Đấy, và máy là máy zin. Đấy, động cơ máy của chiếc xe này là máy zin luôn. À, mở máy cho các bác xem này. Động cơ V6 nó tua thấp lắm nên là không có hơi thừa đâu. Đấy, các bác nhìn này. Không hề có hơi thừa. Dòng này thì nói các bác là chạy thì cực kỳ phê luôn.
nó chạy êm mà mức tiêu hao nhiên liệu của nó trông vậy thôi nhưng mà nó cũng rơi vào tầm khoảng 12 lít. Đấy, một cái mức tiêu thụ rất là ít luôn. Đấy, động cơ V6 lắp máy còn nguyên nhá. Nhiều con đến thời điểm này là không có nắp máy đâu. Đi bảo dưỡng thợ rồi gì là hay bị mất nắp máy lắm, nhưng mà đây nó còn nguyên. Xe là bao zin toàn tập, chưa có động chạm gì cả. Ắc quy thì thay từ năm 2019 nhưng mà đến giờ vẫn còn khỏe lắm. Vâng. Đấy, các cái phần đầu này nó còn nguyên, ốc này nhìn nó đã như thế này rồi. Đấy các bác nhìn đâu. Vâng, ốc đầu xe rất đẹp. Một mẫu xe đẳng cấp hạng sang luôn. Một mẫu xe dành cho gọi, người ta gọi là những người đam mê. Và một mẫu xe dành cho gọi là sự hưởng thụ với khả năng bứt tốc cũng như là đi thì nó khỏe, chắc, bốn bánh hoạt động toàn thời gian. Đấy, xe ngon như thế này mà giá thì thơm như muối mít. Em đã bán chiếc xe đẹp như thế này thôi nhưng mà với giá nó chỉ có 835 triệu đồng có bớt nha các bác nhá. Các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì qua cửa hàng em xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và có thể là đặt cọc em chuyển xe tận nhà luôn. Đấy, có sao báo vậy các bác ạ. Tôn vỏ này, đây các bác nhìn này, tôn nó đẹp căng như này. Một chiếc xe dành cho những người đam mê. Vâng, thực sự là dành cho những người đam mê. Thế còn các bác nào mà mua xe mà cái chữa gì tính gọi là tiết kiệm xăng ấy, em bảo các bác là không nên mua con này. Vì con này nó ăn xăng lắm. Nhưng mà được cái là chạy thì phê. Nói chung là cái gì nó có hai mặt của nó. Đấy, ví dụ như là sao lại có chế độ dừng đỗ báo đỗ này. Mình đang có chế độ báo đỗ. Ngon lành phở luôn. Không đeo dây an toàn. Đấy, nói chung là cái dòng này thì nó được cái là ăn xăng tốt. Nhưng mà bù lại các bác có một cái là đạp phát nào thì nó ra cơm ra phở bắt đấy luôn, chứ không phải nghĩ cả. Đấy, các bác đi những cái dòng này nó đang sướng lắm. Đấy, bút ga, úi giời, đấy các bác thấy chưa, úi giời, mẹ bố bà, sao mà nó lại đạp kinh khủng thế. Nói thật là đấy là lúc nãy là một tay ấy các bác nhá, mà nó đã đạp phát mà nó đã nhìn lên như thế rồi. Em cũng phát khiếp về cái con này. Độ vọt của nó thì thôi rồi, máy 3.5 nhưng mà nó lại dẫn động 4 bánh, khả năng thoát vượt tốc rất khỏe luôn. Đấy, xe cảnh báo này, ngon luôn. Về là các bác không phải làm gì đâu, xe rất là đẹp. Đấy, cảm ơn các bác nhá. Ai chà, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Xin chào tạm biệt. Ê, con này thì giá hơi cao. Nói chung là tiền nào của đấy mà. Lexus mà đời như này mà giá như này, nói thật so với em thì là giá rất thơm rồi. Còn so các bác thì tùy các bác lựa chọn nhá. Đấy, nó đẹp như thế này không mua thì thực sự là hơi phí. Con này thì dành cho những người đam mê thôi. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.